Chào tất cả mọi người nhé. Video này mình sẽ làm về một cái gọi là sản phẩm ERP7. Thì cái này dùng để làm gì thì hầu như các bác thợ nào cũng biết rồi đúng không? Cái này dùng để bôi trơn này, nó nhiều công dụng lắm. Đây. Nó gọi là ERP7, chất bôi trơn đa dụng. Cái này của nó thì thường bên như bọn em thợ làm là dùng để gọi là bôi trơn này, để gọi là chống rỉ đấy, rồi xịt xịt vào cho nó chống rỉ, là những cái công tắc của xe máy các thứ mà lâu lâu đề không được là xịt cái này vào này là lại ngon ngay này. Mấy cái xi nhan xe của em thỉnh thoảng nó bật tắt không được là dùng này xịt vào cái là ok ngay. Thì cái này thì sản phẩm này rất thông dụng ở trên thị trường đấy, rất nhiều cửa hàng làm đồ như bọn em là đều dùng cái loại này hết, nhưng mà đi mua trên thị trường hiện tại thì mặt hàng giả rất là nhiều. Thì đây, hôm nay em cũng làm cái video để chia sẻ cho các bác, gọi là cũng là một cái video để phân biệt hàng giả và hàng thật đi. Thì như các bác nhìn qua trên này, nếu các bác không phải là thợ, đến bản thân là thợ như kiểu bọn em đi làm cũng nói thật các bác không biết đâu là thật đâu là giả, trừ khi là cầm hai loại so sánh với nhau thì biết là thật là giả. Đây trên tay em có ba loại, thì đây các bác cứ bao lại nhé, dừng lại để xem các bác có biết đâu là thật đâu là giả không. Đây, cái chỗ em ở thì nó ở ngoại thành Hà Nội thôi, đi khoảng độ 4-5 cái cửa hàng vật liệu xây dựng, vật tư xây dựng các thứ ấy, thì nó phải có đến 3 mẫu ERP7 với những mức giá khác nhau. Đây, cái chai ERP7 ngày xưa của em mua ở trên trên nội thành Hà Nội đây, thì cũng đợt ấy mua lâu lắm rồi, dùng cũng thấy tốt, ổn, ok, mà giá nó cũng hồi đấy ra khá khá rẻ. Đây, hôm nay đọc được một cái bài viết ở trên 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 Facebook, các bác hướng dẫn phân biệt thật giả, em về em xem lại. Thì đây, từ lúc đầu cũng không để ý thật giả đâu, bởi vì thấy cái bài viết ấy được nhiều comment bình luận quá nên mua. Đây, cái chai này thì các bác nghĩ là thật hay giả, em mua ngay gần nhà em đây. Nó khoảng 50.000. 50.000 đấy. Ok, nhưng mà sau khi đọc cái bài viết của các bác ở trên mạng ấy, thì bắt đầu em mới soi lại cái chai này, thì em nghĩ chai này là chai giả đấy. Em mới mua nhé. Thì họ bảo đây là mẫu mới này. Thì đây các bác nhìn kỹ này, nhìn kỹ vào cái phần đây này, em zoom lại đã. Đây, cái phần nào này? Đây, made in China này, made in Trung Quốc này, đây đây sản xuất đây. Các bác nhìn kỹ cái sản phẩm này nhé, nó ghi là sản xuất tại Thá Lần đấy, tại Thá Lần, đéo biết Thá Lần là nước nào. Còn cái sản phẩm này, phần này xem nào, sản phẩm này thì nó ghi rõ là đây, các bạn nhìn chỗ sản xuất tại Thái Lan đấy, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty gì gì đấy đấy. Còn cái chai nhỏ này, bắt đầu em đọc lại các cái công dụng hướng dẫn của nó thì em thấy nó rất là nhiều lỗi sai chính tả luôn đấy, rất là nhiều lỗi sai chính tả, phông chữ gì rất là vớ vẩn đấy. Các bác nhìn những biện pháp phòng ngừa nhé, tránh để ngoài nắng hay tiếp xúc trực tiếp, các bác nhìn chữ xúc nó lại bé xuống này, chữ trực thì lại viết thoa toàn bộ này, xong này trực tiếp với ánh sáng mặt trời không tiếp sức đấy, chữ sức nhá chứ không phải chữ xúc đấy. Thì mình để ý một tí thì mình sẽ thấy được là cái sản phẩm giả này nó làm rất là vớ vẩn, không biết họ cố tình hay là như thế nào mà đến cái lỗi sai chính tả, đến cái vỏ bao bì nó làm sai chính tả như thế này. Thì đấy, còn đây là hàng thật nhá. Tại sao em biết đây là hàng thật? Bởi vì em mua ở trong nó, ở trong Aeon Mall Long Biên, thì nơi nó là một cái siêu thị lớn rồi, thì chắc họ không 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 bao giờ
nhập hàng giả về họ bán đâu. Bản thân em nghĩ vậy, chứ còn họ nhập hàng giả về họ bán thì bị phốt một phát thì ảnh hưởng doanh thu đến cả tỷ bạc của họ, chắc họ không 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 làm ăn cái kiểu đấy. Thì cái chai này là chai to, em định mua chai nhỏ thôi, nhưng mà thôi mua luôn chai to, bởi vì đằng nào mình cũng dùng lâu dùng dài mà mình dùng thường xuyên, thì định mua chai nhỏ về để làm cái video so sánh để cho nó trực quan hơn, nó khách quan hơn, các bác dễ phân biệt hơn. Nhưng mà thôi, chai to này tận 200 bao nhiêu tiền thì tí em tí có cái video em đi mua ở siêu thị cho các bác xem. Đấy, đây. Đây là chai xịn. Thì đây. Các bác bảo ở dưới đít này. Dưới đít chai to nó có hình bông hoa các bác nhá. Ngày hạn sử dụng này. Còn cái chai nhỏ ấy, chai nhỏ thì nó sẽ có cái như 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 các bác comment ấy, là cái chai nhỏ nó sẽ có cái gì nhỉ? Nó có cái vương miện hay sao ấy? Vương miện. Chai này thì không có vương miện này. Còn chai nhỏ hàng thật thì hình như nó có viên miệng. Đấy. Còn cái chai to thì nó sẽ có hình bông hoa. Các bác nhìn thấy chưa? Nó có cái hình bông hoa ở đây. Dưới đít. Còn nắp đây. Màu nắp đây. Màu nắp thì thực sự thì không phân biệt được đâu. Còn cái quan trọng là cái xuất xứ. Đâu nhỉ? Đây. Made in Thái Lan. Đây đây đây. Xuất xứ đây. Cái điện thoại em lấy nét hơi cùi. Đây, Made in Thái Lan. Các bác nhìn Thái Lan chưa? Sản xuất tại Thái Lan đây, đúng chữ Thái Lan nhá, chứ không phải Thá Lần nhá. Thá Lần gì đấy. Còn em đọc lại tất cả các cái thông tin hướng dẫn đây thì nó đúng chính tả hết, nó chuẩn tiếng Việt hết. Đây, phông chữ thì hơi khó nhìn một chút. Phông chữ nhìn như hàng giả vậy, nhưng mà thực ra nó là hàng thật, nhưng nó hơi khó nhìn. Nếu mà là em thì em sẽ không dùng cái phông chữ như thế này, dày di dày dít này rất khó đọc. Đây, dùng cái phông chữ như của cái chai nhỏ này thì rất dễ đọc này, đấy. Thấy chưa? Chữ rõ ràng. Phông chữ rất là tách bạch rõ ràng. Chai này thì không biết là thật hay giả. Chai này thì em không biết là thật hay giả, bởi vì đít nó cũng chẳng có cái gì cả, chẳng có vương miện gì, nhưng mà chai này em mua lâu rồi. Đây, còn cái chai thật thì phông chữ nó cũng hơi khó nhìn một chút, nhưng mà được cái là nó đúng chính tả đây. Cái chỗ này này, những biện pháp phòng ngừa này. Chỗ nào viết hoa là viết hoa hết nhá. Đấy, chỗ nào viết thường là viết thường hết, chứ không như cái bên này thì lúc viết hoa lúc viết thường. Ở đây là ống hút này. Tiếp đến thì sẽ mở nắp cho các bác xem bên trong nhá. Đây, đây là nắp bên trong, đây hàng thật đây. Các bác soi kỹ hàng thật nhá. Gờ riếc như nào các bác tự soi đấy nhá, đây. Trong ống hút đây. À, còn hàng fake kìa xem nào. Con hàng fake thì nó trơn nhá, nó không có cái gờ bên cạnh đấy. Bên trên này thì nó có gờ nhá. Còn con hàng thật thì bên trên này lại trơn này, nhưng bên cạnh thì lại có gờ đấy. Không biết chai to hay chai nhỏ này, nó hay nó chai to chai nhỏ khác nhau như vậy đấy. Còn vào bên trong trong màu nhá, bên trong nhá. Đây, bên trong đây, bên trong thì đúng như các bác comment ở trên Facebook ấy. Đây, cái này nó hơi màu cam đấy, có nhìn thấy chưa, màu nó hơi màu cam cam nâu nâu, chứ nó không phải kiểu đỏ chót như cái bọn này nó đỏ chót này. Bọn hàng lâu đời này thì nó màu trắng này đấy. Đấy cũng là một cái để bác phân biệt thật giả đấy. Ok, còn về mùi mùi thì thực sự thì rất khó để nhận biết. Bác thì bảo là hàng giả ấy, nó mùi dầu hỏa, còn hàng thật thì nó là mùi thơm thơm kiểu mật ong. Còn hàng giả thì nó mùi xăng xăng rất khó ngửi. Em ngửi hai cái này em thấy mùi kinh như nhau, nó cũng đều kiểu xăng xăng, mùi xăng xăng, mùi dầu dầu mùi mùi gì nhỉ, mùi mùi xăng máy bay ấy. Cái xăng mà mình đổ vào bật lửa ấy. Đấy, chứ còn nó cũng không 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 không, không rõ mùi mật ong lắm nhá. Các bác bảo phân biệt bằng mùi thì chắc bác nào tinh lắm thì mới phân biệt bằng mùi. Còn những cái dấu hiệu đơn giản như kiểu phông chữ này, chữ viết sai này, với Made in Thái Lan này là nó phải chuẩn này, thì các bác nhớ bỏ tiền ra thì các bác nhớ xem kỹ nhé. Các bác hoặc các bác nào mà mua mua cái hàng
sẵn ở nhà, các đại lý ở nhà rồi, các bác bóc ra các bác kiểm tra lại nhé, xem là thật hay giả, bởi vì cái này rất cay, nhiều khi mình trả tiền nhiều, trả tiền hàng thật nhưng lại phải dùng hàng giả thì rất là cay. Đây các bác nhé, đây là video em vào trong siêu thị mua, đây là giá từng loại cho các bác xem này, nó phải đắt gấp 4 lần hàng fake các bác ạ. Đây em ngồi tại siêu thị, em mở nắp cho các bác xem màu sắc bên trong đây. Đây là màu của chai to nhé, nó hơi màu cam cam nhạt. Còn đây là nắp xịt của nó này, các bác để ý kỹ các cái viền này, các cái chỗ bóng nhé, cái chỗ lắp vòi xịt vào nữa này. Tiếp theo em lấy cái loại hộp nhỏ cho các bác xem nhé, để các bác cứ dừng lại video để xem rõ các chi tiết hàng thật nhé, và các bác so sánh với các hàng mà các bác mua. Video này thì em làm năm 2022 thôi, tức là mẫu mới nhất bây giờ rồi. Đây dưới đít của cái hộp nhỏ này nó có cái hình vương miện đây này, các bác nhìn rõ hình vương miện chưa? Đấy các bác để ý cái phông chữ của nó nhé, phông chữ thì hơi khó nhìn nhưng mà chữ nào ra chữ đấy, tức là nó không bị sai chính tả này. Xuất xứ Thái Lan là ghi rõ xuất xứ Thái Lan luôn nhé, chứ không phải Thá Lần nhé. Các bác để ý mà Thá Lần là hàng hàng fake đấy nha các bác nha. Đây đoạn này em zoom lại gần thì các bác có thể dừng lại video để so sánh với cái hàng trên tay của các bác nhé. Đấy, còn đây là cái phần nắp của cái bọn hộp nhỏ này. Cái hộp mà 150g ấy, nó cũng có cái G4 xung quanh. Còn đây là màu bên trong, tháo cái nắp xịt ra nhá, nó cũng có cái màu cam nhạt nhá, chứ không phải màu đỏ chót như cái video lúc đầu em quay ở nhà. Đấy, cái đấy là để các bác phân biệt rõ nhất hàng thật, hàng giả. Nếu chỗ các bác không có cái siêu thị lớn để vào mua cái giò hàng này này, thì em có để cái link ở bên dưới nhá, các bác có thể vào đấy để mua luôn.